Xin chào các bạn, thì team kỹ thuật vừa setup xong một bộ camera mẫu cho giải pháp nhận detect nhiệt độ của con người. Thì cái bộ sản phẩm này được áp dụng cho yêu cầu phát hiện sớm những người có nhiệt độ cao để tách ra kiểm tra nhằm phòng chống cái dịch Covid. Thì như các bạn thấy trên giao diện màn hình, đây là cái kết quả sau khi chúng ta đã cấu hình và thiết lập các thông số cho camera và thông số cho Blackbody. Thì khi một người đứng vào cái khu vực được setup để đo thì ngay lập tức camera sẽ detect ngay cái vùng đầu của đối tượng và đưa ra một cái số chỉ số nhiệt độ. Với cái chỉ số nhiệt độ này thì chúng ta sẽ nhanh chóng biết được cái nhiệt độ hiện tại của người đó là khoảng bao nhiêu độ. Đây, chúng ta thấy đây là cái vùng mà mỗi gương mặt của một người đi vào, camera sẽ đánh dấu bằng một cái vùng ô vuông như thế này, và ngay trên cái vùng ô vuông đó sẽ có một cái thông số nhiệt độ. Với nhiều người đi vào thì mỗi người sẽ được đánh dấu bằng một cái ô vuông, và trên mỗi ô vuông đó cũng sẽ có một nhiệt độ tương xứng với mỗi người. Rồi. Về sản phẩm thì đầu tiên chúng ta sẽ có một con camera nhiệt. Đây là con camera nhiệt chuyên dụng cho đo nhiệt độ người. Với camera này thì trên camera sẽ có một mắt dùng để quan sát và một mắt nhiệt dùng để đo thân nhiệt. Thứ hai là gồm có đèn và loa. Hai thiết bị này dùng để hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình sẽ tự động cảnh báo nếu như phát hiện những cái đối tượng nào quá nhiệt, để chúng ta chủ động đưa cái người đó tách riêng ra để kiểm tra thủ công. Sản phẩm thứ hai trong cái gói giải pháp này chính là cái Blackbody. Đây là thiết bị cung cấp nhiệt mẫu cho con camera. Với cái nhiệt độ tùy biến mà chúng ta có thể setup cho cái Blackbody này. Đây là hai thiết bị chính của cái bộ giải pháp. Ngoài ra thì để sử dụng hai thiết bị này ngoài hiện trường thì chúng ta sẽ có thêm những cái phụ kiện như là cái tripod như thế này. Trong một gói giải pháp thì sẽ bao gồm hai cái tripod như thế này để gắn camera và Blackbody. Đây là tất cả những cái thành phần chính và phụ kiện cho một cái bộ sản phẩm cơ bản. Rồi. Và để tăng cái tính cơ động cho cái hệ thống này thì team kỹ thuật đang sử dụng kết hợp con cam với một cái switch PoE hoặc là EPoE. Cam cái switch này nó sẽ vừa cung cấp tín hiệu kết nối với cam vừa cung cấp điện cho cam để hoạt động. Chúng ta sẽ không đấu dây quá nhiều với cái hệ thống đang chạy ngoài hiện trường. Ngoài ra thì để có thể quan sát trực tiếp cái hình ảnh từ cam thì chúng ta sẽ sử dụng một cái laptop. Cái laptop này khi chúng ta truy cập vào cái giao diện web thì trên màn hình chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của mắt cam thường và hình ảnh của mắt cam nhiệt. Rồi. Tiếp theo là về phần kết nối. Về cách thức kết nối của thiết bị thì con camera này yêu cầu một kết nối tối thiểu, nó là một kết nối internet và cấp PoE cho con camera để có thể truyền dẫn tín hiệu và cung cấp điện để camera có thể hoạt động. Ngoài ra thì còn những một số kết nối phụ trong trường hợp chúng ta muốn bổ sung hoặc triển khai thêm những cái phụ kiện hoặc là những cái thiết bị khác như là còi hoặc là những cái thiết bị ghi âm. Về Blackbody. Với Blackbody này thì nó là một cái thiết bị dùng để cho camera lấy mẫu nhiệt, cho nên cái kết nối của nó chỉ đơn giản là chúng ta chỉ cần cấp nguồn cho cái Blackbody này để nó có thể hoạt động. Nguồn điện của cái Blackbody này nó sẽ sử dụng nguồn điện 220. Và việc setup cho cái Blackbody này nó hoàn toàn độc lập, không liên quan tới những cái setup trên cam. Chúng ta setup trực tiếp trên thiết bị. Ở đây thì mình đang setup nhiệt độ cho cái Blackbody này, nó sẽ là một cái nguồn phát nhiệt ở một nhiệt mẫu, nó là 35 độ. Và khi mà chúng ta set cái 35 độ này thì cái Blackbody nó sẽ nóng dần lên, và cái chế độ những cái thành phần tự động trong cái Blackbody này nó sẽ tự động duy trì cái nguồn phát nhiệt của cái Blackbody này ở 35 độ. Tiếp theo là về phần setup trên firmware của camera. Đầu tiên chúng ta sẽ vào mục setup. Ở đây thì chúng ta sẽ thao tác ở một số tab như là Smart Plan, chúng ta sẽ enable cái chức năng đo thân nhiệt người. Tiếp theo tới mục thân nhiệt
đo thân nhiệt thì chúng ta sẽ vào một black body enable tính năng này lên, khoanh vùng cái thiết bị black body trong khung hình, và đặc biệt là chúng ta phải set cái thông số nhiệt của cái black body. Đây là cái thông số mà để tăng cái đảm bảo cái độ chính xác của việc lấy mẫu cái black body này. Ngoài ra thì một số thông số khác như là cái khoảng cách giữa black body và cam, chiều cao setup của hệ thống cam và black body, góc nghiêng của camera. Cuối cùng chúng ta vào phần setup nhiệt độ. Ở đây thì chúng ta sẽ enable tính năng lên, set cái giá trị ngưỡng. Khi mà nhiệt độ vượt quá cái giá trị này, nó sẽ bật cảnh báo và chúng ta sẽ tách cái đối tượng ra khỏi hàng. Nếu như trường hợp mà chúng ta muốn camera tự chủ động phát ra âm thanh hoặc là đèn, thì chúng ta sẽ check thêm hai cái tùy chọn ở dưới đây. Và cuối cùng là chúng ta save lại và hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động. Để đảm bảo cho hệ thống hoạt động trơn tru nhất thì chúng ta nên restart lại cái con camera để con camera khởi động lại và nó cập nhật những cái thiết lập mà chúng ta đã vừa thiết lập, nó sẽ ổn định hơn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm một cái bài test mẫu giữa nhiệt do camera đo được và nhiệt đo trực tiếp từ máy đo nhiệt cầm tay. Thì bây giờ như các bạn thấy trên màn hình á, là mình đang ở một cái mức nhiệt là 36 độ mấy đó. Thì bây giờ sẽ có một bạn đo thân nhiệt trực tiếp cho mình bằng máy cầm tay. Rồi. Rồi thì cái kết quả trên màn hình và kết quả trên máy đo nhiệt thì vẫn nằm trong cái độ sai số cho phép. Và trên tay tôi là một cái bật lửa, thì bây giờ mình sẽ thử cái tính năng y của con cam để kiểm tra coi nó có nhận nhầm cái nguồn nhiệt trong cái khung hình hay không. Thì bây giờ mình sẽ bật cái nguồn nhiệt như thế này và chúng ta sẽ cùng quan sát trên màn hình của laptop. Như các bạn thấy trên màn hình của laptop thì dù như mình đang bật lửa như thế này, có một nguồn lửa, có một nguồn nhiệt rất cao trong khung hình, nhưng camera hiện tại nó vẫn chỉ tập trung vào đo nhiệt độ của đối tượng chứ không tập trung vào đo nhiệt độ của cái vật nóng nhất trong khung hình. Thì đây là một tính năng thông minh giúp cho nó loại trừ những cái khả năng gây nhiễu của những cái vật nóng khác xung quanh. Và với những cái hướng dẫn từ nãy tới giờ thì chúng tôi đã trình bày với các bạn về sản phẩm, về cách đấu nối cũng như là cách setup cái hệ thống này mà trong thực tế. Hy vọng là các bạn dựa trên cái giới thiệu chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về cái giải pháp này của Dahua, và chúng ta có thể dễ dàng đi giới thiệu với khách hàng và cũng như triển khai ngoài thực địa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái demo khác của các nhóm sản phẩm khác của Dahua. Xin cảm ơn.